Hôm cầu cá ông xin chào tất cả anh em nhá. Để cho anh em lúc thủ ở đây thủ ạ. Để tiếp tục cái đưa báo cá cho em quan thủ nhá. Và quan thủ hiện tại là vừa bóng bài em quan thủ ạ. Và quan thủ bóng bài em đèn có chép có anh em nhá. Để tiếp tục quan thủ ấy đang dòng chép chép anh em quan thủ ạ. Có cần anh vớt đâu? Hay là chú vớt đỡ cho bạn ấy tí. Để cho anh em lúc thủ đây thủ theo dõi nhá. Để báo cá tiếp tục báo cá quan thủ Việt Anh em quan thủ nhá. Quan thủ Việt Anh ở Hồng Châu em quan thủ ạ. Đây được sự trợ giúp của anh em lúc thủ đấy ạ. Hoa wow, anh em mình cần này. Càng đét luôn em quan thủ ạ. Quan thủ Việt Anh cũng đang xoay để theo chiêu theo cá này em quan thủ này. Để em quan thủ nhá. Wow, quá rực rỡ luôn. Ổ ba quan thủ này là rất là quấn em quan thủ ạ. Bong liên tục luôn ạ. Để em quan thủ nhá. Anh em quan thủ theo dõi đi thả tim thả like để ủng hộ cho anh em quan thủ và ủng hộ nha hô em quan thủ nhá. Thời tiết này thì sáng nó có mấy hạt mưa nhỏ em quan thủ ạ. Đấy, hiện tại thì đang chơi hiện tại không gian mặt nước đang rất là tạnh ạ. Đây không gian nha hô đấy ạ. Wow, bao thủ vẫn đang bo em quan thủ này. Anh em quan thủ lúc thủ đây thủ có đến ủng hộ nha hô em quan thủ đi mặc thêm áo ấm nha anh em nhá. Hiện tại là cũng hơi lạnh một chút đấy ạ. Sáng là có hạt mưa ạ. Giờ hiện tại là không gian nó mặt nước thì cũng rất là ok anh em quan thủ nhá. Đây không gian nó mặt nước đấy ạ. Tiếp tục anh em nhá, đã lên. Anh em quan thủ đến hồ tham dự có thể mặc thêm áo ấm em quan thủ ạ. Em cũng đang mặc áo rất dày vì cũng là hơi lạnh một chút anh em ạ. Nhá. Vì sáng là có mới hạt mưa em quan thủ nhá. Ui. Ngon chưa anh em? Phê chưa anh em? Wow. Quá phê luôn. Đấy con thủ hôm nay là bóng cả đen luôn em con thủ ạ. Đấy, tiếp tục lại lên chép khủng anh em nhá. Anh em con thủ theo dõi thả tim ủng hộ cho anh em con thủ nhá. Mà ủng hộ nha hô ạ. Để em con thủ có rảnh chỗ cho cô tham dự nhá anh em nhá. Quá phê luôn ạ. Đấy, tiếp tục em con thủ lại ra trận em nhá. Đây thông báo cả nhà. Đây anh em con thủ lại tiếp tục dòng hộ nha hô đấy ạ. Để thông báo anh em nhá. Cảm ơn tất cả các cầu thủ theo dõi nhé. Chào tất cả anh em. Ok. Chào anh em nhé.